Trong 3 ngày từ ngày mùng 7 tới ngày mùng 9 tháng 9 tới đây thì những người bị dị dạng tại vùng hàm mặt tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội được phẫu thuật miễn phí tại bệnh viện Đại học Y Dược thành phố. Theo đó thì các bác sĩ khoa tạo hình thẩm mỹ thuộc bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành phẫu thuật miễn phí cho một số trường hợp bị khối u, bướu hay bị dị dạng vùng hàm mặt. Trên thực tế hiện nay vì nhiều lý do thì không ít người bị biến dạng vùng mặt do khối u, bướu tồn tại và xâm lấn. Điều này đã mang lại không ít những mặc cảm và khó khăn trong cuộc sống cho những người mắc phải. Và tạo hình vùng hàm mặt được xem là phẫu thuật quan trọng cải thiện khuôn mặt cho người bệnh và giúp họ nhanh chóng hòa nhập cộng đồng.